Rồi chào tất cả các bạn nha. Nay bắt đầu mình cho xe cuốc bơi phà đi của nó đi múc cái đường lộ nha các bạn. Của nó lên phà múc cái đường lộ luôn nha. Nay mấy nay nước lớn quá mình không có cho chiếc xe nó đi sên vuông tôm được nha các bạn. Rồi xích tới đây cái đầu mình cho xe của nó lên phà ở trên đây luôn nha. Con này múc đất là nước vô phà dữ lắm á. Đó, làm cái đường lộ này nha. Cái con này quay to của nó mạnh lắm nha. Này không biết lọt xong không à. Ê da. Nguy hiểm quá vậy. Rồi lên bờ an toàn rồi các bạn ơi. Đó, lụa phà của mình qua bên đó nha. Rồi bắt đầu mình múc ngay trong cái bờ này nha các bạn. Múc lên cho nó làm lộ đổ bê tông nha. Tại vì nào nước có gồng cái mình mới ấy được. Đi cái trỏ dài hết nói không. Con này múc đất lên là khỏi chê luôn nha. Rồi đỡ mình đỡ qua cái góc bên đây của mình coi nha các bạn. Quá trời đất à.
đào nhóc chưa. Lại bữa nào nước rồng mình bơi phà mình đi trên nuôi tôm cho các bạn coi nha. Thank you.
Rồi xong chắc tạm dừng video đây quá các bạn. Xong rồi nay múc nguyên một lần dài bên đó luôn rồi. Rồi để mình múc một chút nữa nha. Sâu ngập cận rồi. Ôi. Gì cực 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 ghê vậy. Rồi, xuống phút luôn rồi. Đây dưới xi măng đánh không được kìa. Rồi mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Quá chừng đất luôn rồi.